Đó, bây giờ mọi người xem này, mình lắp lên rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lắp cho mọi người xem này. Các bạn nhìn này. Các bạn thấy mình không? Nhìn này. Ấy, như kiểu mình đang ấy, rất mạnh luôn mọi người nhá. Đố tung ra được mọi người này. Thoải mái luôn. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Đình Vũ Z900. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm cực kỳ hữu ích, một sản phẩm mà bắt buộc phải có với những bạn mà đang sử dụng xe phân khối lớn. Đây, ở trên tay mình đây. À, các bạn thử đoán xem đây là sản phẩm gì? À, chúng ta có thể nhìn thấy ngay một điều rằng là đây là một sản phẩm của hãng Motorwolf. Đây là sản phẩm chính hãng của Motorwolf mọi người nhé. À, các bạn nhìn qua thì các bạn phải đoán được ngay rồi. Đây là một cái giá đỡ điện thoại dùng để làm gì? Dùng để bắt lên ghi đông xe của các bạn, để các bạn đặt điện thoại lên đây, để các bạn xem map, để các bạn có thể thao tác trên điện thoại khi mà các bạn sử dụng trong quá trình mà các bạn di chuyển. Và hiện tại sản phẩm này thì mình đang bán mọi người nhé. Đây là sản phẩm mình đang bán và nó có hai màu, đó là màu đen và màu bạc. À, bạn nào mà muốn mua ấy, thì các bạn có thể liên hệ với mình qua fanpage Đình Vũ Z900 hoặc là qua kênh Shopee, mình đã để link ở bên dưới. À, hoặc là các bạn cứ comment đi, mình sẽ chủ động liên hệ với các bạn để số điện thoại cũng được. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm cho mọi người. À, trên tay của mình là một chiếc màu bạc và các bạn có thể nhìn thấy ngay này, mình đã lắp một chiếc màu đen lên trên điện thoại của mình. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái sản phẩm màu bạc này. Đó, chúng ta cùng nhau khui hộp cái màu bạc này nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp cái sản phẩm màu bạc này. Còn cái màu đen thì mình đã lắp sẵn rồi, tí mình sẽ show chi tiết cho mọi người xem cái sản phẩm màu đen. Thì cái việc màu đen hay màu bạc đẹp ấy thì nó phụ thuộc vào thẩm mỹ của từng người là một, và thứ hai nó phụ thuộc vào xe các bạn gắn làm sao cho nó phù hợp. Đây, đầu tiên các bạn có thể thấy này, chúng ta có hai miếng nhựa và có một cái lục giác ở đây. Hai miếng nhựa này thì nhằm mục đích để các bạn nót ở dưới cái ghi đông ấy thì để cho nó đỡ bị chảy ghi đông. Còn nó cái lục giác này để vặn rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn thôi, đáp ra nhé. Vào đây, nhân vật chính của chúng ta thì nhìn cho mọi người xem này. Cái nhân vật chính của chúng ta được đặt ở trong một cái hộp bìa cắt tông, và bên trong thì có xốp cực kỳ chắc chắn. Mình đảm bảo mọi người rằng là trong quá trình vận chuyển, dù có vận chuyển ra sao chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cái sản phẩm của chúng ta. Mình sẽ cho mọi người xem một vòng của cái sản phẩm màu bạc rất đẹp. Những bác nào mà sử dụng xe mà có nhiều đồ màu bạc ấy, thích màu bạc ấy thì lắp lên cực kỳ hợp xe luôn. Và những cái xe mà không lắp được lên trên ghi đông ấy, giả sử những xe mà có những cái dòng xe sport ấy mà ghi đông của nó rất là nhỏ, khó lắp, thì các bạn có thể lắp sản phẩm gắn trên chân gương thì mình cũng bán sản phẩm đó. Thì hôm tới mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cái sản phẩm giá đỡ điện thoại cũng của hãng Motorwolf nhưng lắp trên chân gương. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cụ thể nhá. Mình vắt sang một bên. Đây. Về cấu tạo của cái giá đỡ điện thoại này sao đây? Chúng ta có phần bên dưới để bắt vào ghi đông, dùng hai con ốc vào đây. Và chúng ta dùng cái miếng nhựa để chúng ta lót ở phần trên và phần dưới khi bắt vào ghi đông cho nó không bị chảy xước ghi đông. Sao nữa nào? Ở đây có một khớp nối. Thì cái khớp nối này rất là hay, các bạn có thể nhìn này. Chúng ta có thể xoay được. Đó, các bạn có thể xoay được cái giá đỡ này. Đó, các bạn xoay thoải mái luôn. Trên cái giá đỡ này thì sao đây? Cái phần giá đỡ này thì nó có hai cái lúm ở hai bên dùng để vặn ra. Các bạn để tăng cái độ rộng của cái giá đỡ này. Và mình khẳng định một điều rằng là nó phù hợp với gần như tất cả các dòng điện thoại của chúng ta, từ to đến nhỏ. Tí mình sẽ thử cho mọi người những cái dòng iPhone nhỏ như iPhone 6, iPhone 7 Plus hoặc là to hơn là 7 Plus xem có vừa không nhá. Đây, mình minh họa cho mọi người xem thôi. Đó, chúng ta vặn ra vặn vào. Tí sẽ đến một cái màn, đó là màn test với điện thoại. Ở phần bên trong của cái phần giá đỡ này các bạn có thể thấy này, họ làm những cái miếng nót bằng cao su để làm gì? Để bảo vệ điện thoại của chúng ta, để giảm đi những cái dao động, những cái rung chấn khi mà xe chạy, nó sẽ giúp cái điện thoại tôi êm hơn, đảm bảo an toàn hơn. Nhiều bạn thắc mắc là vật liệu làm cái này bằng gì đây? Bằng hợp kim nhôm mọi người nhé, cực kỳ bền. Các bạn có thể nhìn này, cực kỳ bền luôn, rất chắc chắn. Đó, mình gõ cho mọi người nghe tiếng kêu này. Bên mọi người có nghe thấy không? Hai cái lúm của chúng ta cũng rất chắc chắn luôn, đảm bảo các bạn thoải mái, bao luôn, không thể nào hỏng được. Các khớp nối là cũng rất tốt. Bây giờ mình sẽ cho cái điện thoại vào đây, mình lắc thử cho mọi người xem nhé, để cho mọi người thấy rằng là nó chắc chắn ra sao. Bây giờ mình sẽ lắp điện thoại lên đây, rồi mình sẽ lắc bằng tay trước cho mọi người xem. Tí sẽ có một cái phần mình sẽ test trực tiếp trên xe và mình chạy.
để cho mọi người thấy rằng nó chắc chắn ra sao. Đây, trên tay mình là một chiếc iPhone 7 Plus. Điều đang không vừa đúng không? Thì làm sao cho nó vừa đây? Mình lưới ra, lưới cả hai bên cho nó đều ra. Các bạn có nhìn thấy là phía sau nó đang ra dần này. Mình lưới đều hai bên, vẫn chưa vừa, thêm một chút nữa. Mình đã trải nghiệm rất nhiều cái dòng giá đỡ điện thoại rồi, và mình đánh giá là cái giá đỡ điện thoại của MotoWolf là một trong những cái loại mà tốt nhất hiện tại bây giờ. Mình khẳng định với mọi người luôn như vậy. Các bạn cứ tự tin, các bạn cứ tìm hiểu thoải mái luôn. Đây, các bạn đúng hai chặt hai vào. Đó, bây giờ mọi người xem này, mình nắp lên rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lắc cho mọi người xem này. Các bạn nhìn này. Các bạn thấy mình không? Nhìn này. Đấy, như kiểu mình đang... Đấy, rất mạnh luôn mọi người nhá. Đố tung ra được mọi người này. Thoải mái luôn. Đó nên các bạn cứ đảm bảo yên tâm. Các bạn chạy thoải mái luôn. Vừa chạy vừa cũng được, cũng không phải tung ra được mọi người nhá. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái màu đen. Mình sẽ tháo lắp khi mà lắp vào trên cái ghi đông sẽ ra sao nhé mọi người nhé. Còn đó, bây giờ cho mọi người xem lại một lần nữa về ngoại hình này. Mình đảm bảo mọi người rằng đây là một trong những cái giá đỡ điện thoại tốt nhất trên thị trường hiện tại. Các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ với những cái thông tin mình chia sẻ ở đâu ấy, nhắn tin cho mình qua fanpage nhé, hoặc là qua trực tiếp kênh Shopee. Rồi bây giờ sẽ đến cái sản phẩm màu đen mình đã gắn ở trên cái ghi đông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái điện thoại, cái giá đỡ màu đen mình đã lắp ở trên cái xe của mình đây. Lắp trên ghi đông của chiếc CB500X, các bạn thấy không, rất là hợp. Những xe khác thì mọi người có thể lắp ở giữa ở đây cũng được. Nhưng mà xe của mình thì ở giữa này thì không lắp được rồi, mọi người nhìn thấy không? Còn đa phần những xe khác đều lắp ở giữa ở đây hoặc hai bên, chỗ nào vừa thì mọi người lắp. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Bình thường thì mình hay sử dụng chiếc iPhone 6, nhưng mà bây giờ mình muốn sử dụng một chiếc iPhone 7 cho nó to ở đây, cho mọi người thấy là có vừa hay không. Nhưng mình khuyên mọi người là hãy mua một điện thoại dự phòng nhé, một chiếc điện thoại phụ iPhone 6 hoặc là Samsung hoặc là chiếc Vsmart chẳng hạn, để chuyên dùng lắp ở đây, để chúng ta sử dụng để dùng map kết nối internet. Đây mọi người xem này, rất chắc chắn và rất đẹp. Các bạn thấy không, rất vừa, rất chắc chắn. Và kể cả điện thoại to hơn vẫn vừa, bởi vì là hai cái lúm này chúng ta vẫn tháo ra giữa, nó vẫn còn cái độ rộng để chúng ta lắp. Cái video trước ấy, mình có giới thiệu với mọi người cái túi hít bình xăng. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy được cái tác dụng của túi hít bình xăng đi kèm với cái giá đỡ điện thoại này. Hai cái này kết hợp với nhau thì nó sẽ ra sao mọi người nhé. Sẽ rất tuyệt vời đấy. Và đây là cái túi hít bình xăng của mình. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người từ hôm trước. Thì mình sẽ gá cái túi hít bình xăng lên trên cái bình xăng nhé. Mình gá tạm thôi. Đó, và sửa như vậy nhé. Cái dây này thì sẽ buộc vào ghi đông, nhưng mà thôi, mình gá tạm cho mọi người. Thì mình bảo mọi người rồi, cái túi hít bình xăng này nó đi kèm với cả cái phụ kiện là cái giá đỡ điện thoại này cực kỳ tiện. Tiện là sao? Giả sử trong quá trình mình sử dụng mà cái điện thoại của chúng ta sắp hết pin thì ai cũng có sạc dự phòng đúng không? Các bạn mở cái ngăn đựng điện thoại ra đấy. Đó, đây là một cái cục sạc dự phòng rất là dài. Các bạn có thể mua đoạn ngắn hơn cho nó nhỏ hơn, tiện lợi hơn. Đặt vào đây. Sau đó các bạn dùng dây sạc. Đây, mình minh họa cho mọi người xem. Rồi sau này mình cắm vào đây. Thế là mình dùng thoải mái. Mình khóa cái khóa này vào, chuyển khóa hở, khóa hở thôi, nó cũng không thể nào bung ra được, gió thổi thoải mái. Đây, tí mình sẽ test cho mọi người xem, nó đơn giản vậy thôi. Như vậy là các bạn có thể chạy thoải mái, vừa chạy vừa sử dụng điện thoại. Các bạn có thấy rằng cái túi bình xăng này sẽ rất là tiện khi sử dụng kèm với cả cái giá điện thoại này. Tí và tiếp theo là mình sẽ tháo cái giá điện thoại ra cho mọi người xem cách tháo, và sau đó mình sẽ lắp lại cho mọi người xem nhé, để xem rằng nó có lắp đặt dễ dàng hay không. Đó, giờ mình sẽ tháo cái điện thoại iPhone 7 Plus này ra. Rất dễ dàng, nhanh chóng mọi người nhé. Đóng lại. Cái này nó có một điểm yếu là sao đây? Là nếu khi mình không dùng điện thoại ấy, mình để như này thì mình chạy sẽ bị rung, có tiếng kêu. Thì mình có một cái mẹo nhỏ cho mọi người, là các bạn cắt một cái miếng nhôm hoặc một miếng nhựa mỏng gì đó, đặt vừa cái chỗ mà điện thoại vừa rồi của mình ấy. Đó, mình đặt vào trong này. Để làm gì? Để cho nó chặn, cứng lại. Như kiểu mình đang sử dụng điện thoại ấy, mình đặt nhỏ trong đây này, thì mình đảm bảo một điều rằng là các bạn sẽ không bị rung gì cả. Thì có một cái mẹo nhỏ như vậy thôi, là mình giải quyết được cái điểm yếu của cái giá đỡ điện thoại này. Không có một sản phẩm nào mà tuyệt đối được. Nó sẽ có những cái điểm mạnh riêng và điểm yếu riêng. Quan trọng là chúng ta cảm thấy nó phù hợp với những gì mà chúng ta đang cần sử dụng. Thì bây giờ các bạn nhìn này. Để tháo ra, đầu tiên các bạn tháo cái phần khớp về trước.
Đây, ở trong cái bộ sản phẩm của chúng ta, người ta đưa ra một cái, người ta cho chúng ta một cây đục giác này rồi. Các bạn chỉ cần vặn nhẹ nhàng này. Đó, nó ra rồi. Để các bạn làm gì? Để các bạn lấy những chỗ trống để các bạn vặn hai con bên dưới này. Đây, đây một con này. Các bạn vặn tiếp bên này. Vặn đều hai bên mọi người nhé. Đó. Các bạn chỉ cần vậy thôi. Các bạn tháo nút nó sẽ ra cả hai cái. Rồi, mình tháo hẳn lên cho mọi người xem. Và tất cả những thao tác này thì chỉ cần một người làm thôi. Rồi các bạn tháo sang bên đây. Đây. Các bạn thấy là mình tháo ra rồi. Có hai miếng nhựa ở đây. Đó, và mình sử dụng cái giá đỡ điện thoại rất lâu rồi. Các bạn có thể nhìn ở trên ghi đông của mình này. Không hề chảy xước chỗ mình vừa lắp nhá. Đây mọi người xem trực tiếp này, không hề chảy xước một chút gì nhá. Rất thoải mái luôn, đảm bảo. Đó, và ghi đông to một chút cũng vẫn vừa. Những bạn nào mà đi những dòng xe mà ghi đông mà chỗ này nó trống thì lắp ở đây rất là đẹp luôn. Ở giữa đây này, cực kỳ đẹp. Nhưng mà do của mình ở đây nó không trống thì mình lắp bên trên này. Thì mình sẽ lắp lại cho mọi người. Thì để lắp lại thì các bạn chỉ cần gá hai miếng nhựa vào đây thôi. Đó, xong bạn đặt lên, lắp vào thế là xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp lại mọi người nhé. Thì đầu tiên ấy, để lắp lại ấy, thì các bạn tạm thời bỏ hai cái miếng lót ra trước. Các bạn gá một bên này vào, gá hờ thôi nhé, gá một chút thôi. Sau các bạn cho vào. Đây. Nếu như có một mình người, có một người làm thôi thì các bạn phải làm như vậy nhé, thì để cho nó nhanh và không bị rơi. Còn có hai người làm thì một người giữ rất là dễ. Sau đó các bạn gá tiếp bên đây. Bên này cũng chỉ gá thôi, gá vào 2-3 gen là được. Đó. Sau đó bắt đầu chúng ta dùng cái miếng lót vừa rồi ấy, chúng ta đặt vào. Chúng ta đặt vào bên trên trước. Ok. Sau đó đặt thêm cái miếng lót ở bên dưới. Nó đặt rất đơn giản mọi người nhé. Rồi bây giờ mình vặn tay thôi. Mình vặn tay vào. Một bên rồi, mình vặn thêm bên này nữa. Nó cứng tay rồi thì chúng ta sẽ dùng cái lục giác người ta đưa cho để chúng ta siết vào. Đó, chỉ vậy thôi. Vặn siết chặt cái này. Nhớ chú ý cái hai miếng lót bên dưới nhá. Đừng để nó lệch, nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà chảy xước cái ghi đông của các bạn. Ok, đã chặt hai con ốc bên dưới. Giờ đến ốc bên, giờ đến bên trên. Thì các bạn có thấy này. Cái giá đỡ này là cho quay 360 độ được. Nên là các bạn thoải mái để phù hợp tinh chỉnh với xe các bạn, làm sao cho nó đẹp, cho nó phù hợp. Đó, giả sử như xe của mình như này là phù hợp các bạn này. Đó, như này thì mình sẽ chốt vào như ở đây. Thì tùy theo xe của các bạn để các bạn chốt. Vậy thôi. Thì chúng ta đã lắp đặt xong cái giá đỡ điện thoại này. Và đây là thành quả của chúng ta sau khi mà tháo ra và chúng ta lắp lại. Thì nó vẫn giống như ban đầu thôi, đúng không mọi người? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test xem là liệu rằng là khi chạy thì các bạn thấy có bị rung hay không. Khi chạy liệu rằng là có vấn đề gì xảy ra hay không. Chúng ta cùng nhau đi nào. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test cái giá điện thoại này mọi người nhé. Mình sẽ chạy thử cho mọi người xem là trong quá trình mình chạy nó có vấn đề gì không. Thì các bạn có thể nhìn trực tiếp và thấy này. Đây. Các bạn có thể thấy rằng là nó rất là hợp với cả xe của mình. Nó rất là gần với tay của chúng ta, nó rất là phù hợp luôn. Giả sử mình mở map này, rất là thoải mái. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chạy thử mọi người nhé. Xem trong quá trình chạy xem là nó có bị rung lắc hay không. Mình vặn lại cho chắc này. Ok, rồi, chúng ta bắt đầu cùng nhau đi nhé. Cái giá đỡ điện thoại này nó ở một cái vị trí không quá xa và nó không quá thấp. Nghĩa là không quá xa thì mình không phải với, còn không thấp nghĩa là sao? Nghĩa là mình không phải quá cúi đầu xuống, như này là vừa, nhìn rất là thoải mái luôn. Mình đang ở bên VinOcean. Bây giờ mình sẽ chạy sang bên EcoBuck. Chạy tốc độ cao một chút, mọi người có thể nhìn trực tiếp ở trên video này. Mà xem là nó có vấn đề gì không nhá. Gió thổi thoải mái luôn. Không có vấn đề gì hết. Các bạn vừa chạy vừa dùng map. Rất thoải mái. Còn nếu như trời mưa ấy, thì phải sao? Còn nếu trời mưa mà mọi người mà vẫn muốn dùng cái giá đỡ điện thoại này và đặt điện thoại lên ấy, thì các bạn có thể kiếm một cái túi bóng buộc vào trong, chẳng như thế là xong. Hoặc là các bạn để ở cái phần mà chỗ trống mà mình để ở trên cái túi bình xăng ấy. Tí mình sẽ lắp túi bình xăng vào đây cho mọi người, để mình cho mọi người thấy rằng là trời mưa mọi người có thể chuyển cái điện thoại này vào trong cái túi bình xăng mà vẫn xe bình thường được.
Còn bây giờ thì mình chưa để cái túi bình xăng vào, bởi vì mình đang muốn test cho mọi người xem là khi mà chạy thì cái giá đỡ này hoạt động có tốt không. Cái giá đỡ điện thoại này gần như với mình là một phụ kiện không thể thiếu. Nó giống như những phụ kiện như kiểu là đèn trợ sáng hay là chống đổ, những phụ kiện mà chúng ta bắt buộc phải lắp khi mà chúng ta mới mua xe về, thì cái giá đỡ điện thoại này cũng như vậy. Bởi vì các bạn mua xe mà, mua xe là các bạn sẽ phải đi xa, đi nhiều nơi, không thể cứ một lúc là mình lại dừng lại được. Vì vậy mình phải có giá đỡ điện thoại để mình đựng điện thoại, mình tra map. Nhiều bạn thì có tai nghe kết nối với điện thoại thì mình có thể thao tác ở trên điện thoại luôn để mình muốn nghe điện thoại khi có người gọi đến. Nên là mình đánh giá đây là một phụ kiện là bắt buộc phải có. Trừ trường hợp mà xe các bạn không có ghi đông trần như này không bắt được thôi. Nó khó bắt thì các bạn chuyển sang lại bắt bằng chân gương. Thì hôm tới mình sẽ giới thiệu cho mọi người có thể bắt bằng chân gương. Nhưng mà khẳng định là đây là một phụ kiện mà bắt buộc phải có. Những bạn mà đi xe nhỏ, Exciter, Winner hay Sega chẳng hạn mà muốn lắp thì lắp bằng chân gương lắp được hết. Các bạn mà đi ship ấy thì mua loại này lắp rất là tốt. Hôm sau mình sẽ giới thiệu cái loại này lắp chân gương, nó cũng bằng của hãng Motorworld này, cũng chắc chắn như vậy, cũng bằng nhôm. Còn những cái loại mà mọi người đang sử dụng ở trên thị trường là bằng nhựa ấy thì sau một thời gian thì nó sẽ bị hỏng, và bằng nhựa rất hay bị gãy, đặc biệt là đi dưới thời tiết mà trời mưa nhiều, trời nắng nhiều ấy. Những bạn mà shipper thì hay đi liên tục hàng ngày mà, thì rất nhanh bị hỏng. Cái loại bằng hợp kim nhôm này rất là bền. Đây bây giờ mình đã sang được đến bên EcoBuck rồi đây. Bên này thì đường cực kỳ đẹp luôn. Mọi người thấy này, 88 này, 92 này, nó lên 100 cây số, gần 100 vẫn không ăn thua gì, rất chắc chắn luôn. Ở đây đường có đông nên là mình không test tốc độ cao được. Bây giờ mình sẽ gắn cái túi bình xăng lên cái xe của mình, sau đó mình sẽ kết nối cái sạc dự phòng với cả cái điện thoại này và test tiếp cho mọi người xem. Giả sử bây giờ mình đang đi đường mà điện thoại của mình nó sắp hết pin rồi đúng không? Mình cần phải sạc đúng không? Đó, thì bình thường thì mình đã có sẵn cái túi bình xăng mình gắn lên xe rồi. Đây chẳng qua là vừa rồi mình tháo ra thôi. Mình tháo ra để mình quay mỗi cái giá đỡ điện thoại cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái túi bình xăng của mình lên rất là nhanh. Có 500 phút ở bên ở hai bên mà, và đằng trước nữa. Và mình có dây giàng ở đây. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái sạc dự phòng. Đây mình kết nối rất đơn giản đây. Các bạn chỉ cần cắm vào đây thôi. Đó mình cắm vào đây. Đó các bạn chỉ cần gài như vậy là được rồi. Không cần phải gài chặt làm gì cả. Đó rất chắc chắn, nó đẹp mắt luôn. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình mọi người nhé. Đó rất nhanh chóng, các bạn chỉ mất 1 phút là xong. Hoặc ngay từ lúc ban đầu ấy thì các bạn set luôn cái sạc dự phòng ở đây và dây cho đây luôn. Khi nào cần thì các bạn tháo ra cắm vào xong. Rất tiện lợi. Và hôm trước thì mình có đi Bắc Cạn ấy, thì mình hôm đấy mình cũng sử dụng cái giá đỡ điện thoại này trong suốt hành trình đi Bắc Cạn. Thì các bạn có thể xem cái video mình đi Bắc Cạn ấy để xem là để thấy được là cái giá đỡ điện thoại tốt ra sao. Hôm đó mình chạy vừa đi vừa về khoảng gần 500 cây. Mình sử dụng cái giá đỡ điện thoại này để chỉ đường đi Bắc Cạn. Các bạn xem video đó nhé. Đó các bạn thấy mình chạy lên 100 rồi, xem có vấn đề gì không? Không hề có vấn đề gì, các bạn cứ chạy thoải mái cho mình.
rất tự tin. Cái giá đỡ điện thoại này rất tốt, rất ổn định. Mọi người mà những ai mà đã sử dụng cái giá đỡ điện thoại MotoGop này thì mọi người cùng cho ý kiến đánh giá bên dưới mọi người nhé. Xem là các bạn trải nghiệm đánh giá xe nó có tốt hay không, nó có ổn hay không. Và hôm nay thì cái video đánh giá cái giá đỡ điện thoại MotoGop của mình thì xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé. Nhớ subscribe kênh YouTube ủng hộ mình đó. Chào tất cả mọi người.